Người phụ nữ chống một chân lên, từ từ mặc chiếc quần ra, chỉnh sửa lại chiếc đầm vào sát cơ thể, thân để đẫy đà tỏa ra một ma lực kích thích. Mà chàng trai ngoài cửa lại nhìn thấy cảnh này. Tiếp theo người phụ nữ ghim chiếc quần tất lại, chàng trai không kìm lòng được hướng đầu vào bên trong nhìn. Không chịu được mà nuốt nước bọt, phát giác được điều lạ thường, người phụ nữ quay đầu ra. Hai người bốn mặt nhìn nhau vài giây, chàng trai bị dọa cho hoảng hồn rời đi. Sau chuyện đó, trái tim của chàng trai trong mùa hè này bắt đầu đập liên tục bất an. Chàng trai đi tới tàu điện nơi người phụ nữ làm việc, sau khi tan học cứ quanh quẩn trước cửa nhà cô, nhưng lại bị người phụ nữ vừa trở về bắt gặp. Người phụ nữ chủ động nhờ chàng trai xuống dưới bê hai thùng than đá lên. Chàng trai bê hai thùng than đá lên thì trông như một chú mèo con, khiến người phụ nữ cười phá lên. Cô bảo chàng trai cởi quần áo ra tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng về nhà, và đảm bảo cứ yên tâm tắm là được, cô sẽ không nhìn trộm. Kết quả người phụ nữ vẫn kéo tấm rèm phòng tắm ra. Sau khi đợi chàng trai tắm rửa xong, người phụ nữ chu đáo đưa cho anh chiếc khăn tắm. Chàng trai bởi vì phản ứng sinh lý, ngại ngùng quay lưng ngược lại. Người phụ nữ dịu dàng dùng khăn lau sạch nước trên lưng cho chàng trai. Sau đó để chiếc khăn sang một bên, từ từ tiến gần lại. Lần này, chàng trai đã hoàn thành lễ trưởng thành đầu tiên trong đời. Mặc dù người phụ nữ lúc này đã 36 tuổi, nhưng vẫn khó che được khí chất và vẻ đẹp của cô. Chàng trai mỗi ngày sau khi tan học đều chạy đến nhà người phụ nữ. Sự dịu dàng của người phụ nữ hoàn toàn khiến chàng trai đóng băng lại rồi. Chàng trai thích đọc sách, người phụ nữ thì thích nghe sách. Tình cảm của hai người dần dần nồng ấm. Sau lần hoạt động này, chàng trai đưa ra một kế hoạch tuần trăng mật. Trong căn phòng tối mờ, hai người đổ xuống những giọt mồ hôi. Dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ, chàng trai đã hoàn thành lễ trưởng thành đầu tiên trong đời. Sự dịu dàng của người phụ nữ hoàn toàn làm chàng trai đóng băng lại. Mỗi lần tan học, việc đầu tiên là chạy đến nhà người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ này đã 36 tuổi, nhưng sự ấm áp và khí chất của cô vẫn thu hút chàng trai. 3 giây sau, họ đã biết tên của nhau. Chàng trai thông tạo 8 loại ngôn ngữ thích đọc sách. Người phụ nữ Vekazi thích đọc sách. Mùa hè này, chàng trai đã đọc cho người phụ nữ nghe rất nhiều sách. Cô sẽ vì những câu chuyện trong sách mà bật khóc, cũng sẽ vì những tình tiết buồn cười mà cười ha ha. Lúc đọc tới đoạn nhạy cảm, người phụ nữ cũng sẽ quở mắng chàng trai. Một hôm họ lái xe đến một thị trấn nhỏ, bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên, nhưng lại bị người khác hiểu nhầm là hai mẹ con. Nhưng chàng trai chưa bao giờ ngại biểu hiện tình yêu đối với người phụ nữ trước mặt người khác. Hôm nay là sinh nhật chàng trai, các bạn học quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho anh. Nhưng chàng trai lại từ chối. Anh đến nhà của người phụ nữ tiếp tục đọc sách cho cô. Người phụ nữ tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn. Chàng trai cho rằng người phụ nữ một chút cũng không quan tâm mình, đến cả sinh nhật của mình cũng không biết. Người phụ nữ sau khi nghe xong không có chút phản ứng gì. Lần này cũng là lần cuối của họ. Đợi lúc chàng trai quay lại một lần nữa, ở đây đã lầu vắng không người. Người phụ nữ đã tắm cho chàng trai vô cùng tỉ mỉ. Sau đó, hai người nảy sinh một vài chuyện không thể miêu tả được. Lần này cũng chính là lần cuối cùng của họ. Đợi lúc chàng trai tới nhà cô một lần nữa, ở đây đã không một bóng người. Người phụ nữ dường như đã bốc hơi giữa nhân gian. Chàng trai thất tình chỉ có thể theo thời gian chữa lành cho mình. 8 năm sau, chàng trai trở thành một vị luật sư ưu tú. Hôm đó anh tới tòa án nghe giảng, đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc. Anh không ngờ mình lại gặp người phụ nữ trong tình cảnh này. Lúc này, tòa án đưa cho cô một tờ giấy trắng để cô xác nhận ghi chép, nhưng người phụ nữ lại từ bỏ. Điều này khiến chàng trai hiểu ra tất cả. Hóa ra người phụ nữ bị mù chữ, căn bản không biết chữ. Cuối cùng người phụ nữ vì không chịu vạch trần sự thật này mà bị tòa án kết tội tù chung thân. Nhiều năm trôi qua, chàng trai vẫn không thể quên người phụ nữ này. Bắt đầu gửi bưu phẩm cho cô, trong bưu phẩm đựng máy radio và băng nhạc mình đã ghi âm từ trước đó. Điều này khiến người phụ nữ ở trong tù tìm được nơi gửi gắm tinh thần. Bởi vì người phụ nữ biểu hiện tốt, 20 năm sau cô được mãn hạn ra tù. Đợi đến lúc họ gặp lại nhau một lần nữa, khuôn mặt người phụ nữ đã đầy những nếp nhăn, trở thành một bà lão. Trong mắt người phụ nữ tràn đầy sự kích động, nhẹ nhàng giơ tay về phía người đàn ông, nhưng người đàn ông lại co lại. Sự kích động trong mắt người phụ nữ nhất thời trở nên ảm đạm. Đến lúc trước khi ra tù một ngày, người phụ nữ đem những cuốn sách mà chàng trai tặng thu lại, cuối cùng dẫm lên chồng sách tự tử. Ở cuối cùng câu chuyện, người phụ nữ chỉ để lại một bức thư và một hộp trà, bên trong đựng tất cả tiền tích cóp của cô ấy. Cô hy vọng số tiền này có thể quyên tặng người mà cô đã từng làm thương. Nhưng đến khi người đàn ông tìm được người may mắn sống sót, bà ta lại chỉ để lại một hộp trà. Bởi vì bà không có quyền thay cho tất cả mọi người tha thứ tội lỗi của người phụ nữ. Bộ phim này có tên là Người đọc sách. Người phụ nữ trong câu chuyện đã thật sự là một công việc mà cô cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được. Có thể nói cô cũng rất có trách nhiệm. Chỉ là sự trách nhiệm này đã dùng sai chỗ mà cô hoàn toàn không biết. Cô cũng thành thật nói hết tất cả trên tòa, lại bị đồng nghiệp xấu tính chỉ trích là kẻ chủ mưu. Hoặc có lẽ nhận tội cũng là một cách cô tự trừng phạt mình. Tôi là Ngư Ngư, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.